Rất vui được gặp quý vị trong chuyên đề xây dựng và bất động sản phát sóng thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, tiếp tục chuỗi đề tài lý giải nguyên nhân vì sao việc định giá đất còn chưa đúng, chưa đủ, gây thất thoát thu ngân sách nhà nước. Trong chuyên đề tuần này, chúng tôi sẽ cùng với quý vị tìm hiểu và phân tích rõ hơn về khâu thẩm định giá đất. Trong đó, đơn vị thẩm định giá đất là một khâu đầu tiên đóng vai trò nòng cốt trước khi đưa đến giá đất cụ thể. Nhưng thực trạng hiện nay thì đơn vị này lại không hề có tiếng nói và có thể nói là gần như không có vai trò quyết định trong việc quyết định giá. Trước hết, mời quý vị cùng đến với ghi nhận nhanh của phóng viên VITV. Vai trò của tổ chức tư vấn về giá đất độc lập ấy chỉ phát huy được vai trò thực sự trong trường hợp là nó phải đi vào thực chất. Chứ còn nếu không ấy, thì tổ chức tư vấn về giá đất nó lại thông đồng. Phải nói rằng là pháp luật đất đai của Việt Nam hiện nay là chúng ta có những cái quy định rất yếu ớt về mặt giá trị đất đai. Nói cách khác, từ cái cách thức định giá cho tới gọi là cái giá trị đó thì được chuyển ra thị trường như thế nào? Để mà xác định chính xác thì bao giờ cũng mất rất nhiều thời gian. Và các chủ đầu tư lại lỡ đi các cái cơ hội quyết định đầu tư, hoặc trong điều kiện mà chủ đầu tư chờ đợi thì có mấy cách thường chủ đầu tư hay làm. Là một là chủ đầu tư có thể là họ tự ước tính cái cách theo cách của họ để có thể một cái hình dung trong cái tính toán hiệu quả đầu tư để sau đó rồi họ có thể để họ ra quyết định trước. Để mà tính ra được cái giá cho một cái dự án ấy, tính từ lúc bắt đầu mà khi có được cái quyết định giao đất, quyết định về tính giá để mà lập hội đồng định giá thì có khi nó phải mất từ 6 tháng đến 1 năm thì mới ra được cái biểu đồ định giá. Thế vì vậy cho nên có thể nói là một là nó cũng mất cái cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp. Cái thứ hai, cái sự chờ đợi rất lâu và có thể nói là cũng tốn kém. Cho nên là chúng tôi cho là nên chăng là trong cái cơ cấu, cái cách tính cái định giá ta nên giảm bớt đi một cái cấp. Không nên đưa ra làm hai cấp, là cấp chuyên viên xong lại cái cấp lãnh đạo sở nữa. Xong từ cấp lãnh đạo sở mà lại có được thông qua được nhân dân. Thì thường thường chúng tôi đi làm là thấy là cái định giá của tòa án và thành lập hội đồng định giá thường là giá rất tốt, sự sát thị trường. Nhưng mà giá mà lại do hội đồng định giá của Ủy ban nhân dân hay là của một cái cơ quan nhà nước để định giá liên quan đến một cái việc gì đó thì thường là cái giá đấy thường là rất thấp. Có những cái tình trạng là một số các quan chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai khi về hưu đứng ra thành lập cơ quan tổ chức thẩm định giá, thì sau đó là com măng cô tí nhê với cả Sở Tài nguyên Môi trường hoặc là Ủy ban dân cấp tỉnh để định giá, và như vậy thì nó sẽ đảm bảo cái không khách quan. Vâng, thưa quý vị, đơn vị thẩm định đưa ra được giá đất theo giá của thị trường. Đây là một bước trong quy định, quy trình của giá đất, cho thấy trước khi đi đến kết quả cuối cùng thì vai trò của đơn vị thẩm định là không hề nhỏ. Tuy nhiên, qua ghi nhận trên thì dường như đơn vị này hãy còn bộc lộ nhiều vấn đề như dễ rơi vào tình trạng thông đồng, tạo lợi ích nhóm do chưa có quy định nào quy định cụ thể và rõ ràng về việc phân vai này. Nguyên nhân vì sao lại xảy ra thực trạng trên? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Theo các chuyên gia, có 4 nguyên nhân chính dẫn đến đơn vị thẩm định giá đang hoạt động chưa hiệu quả. Đó là định giá dựa trên định tính hơn định lượng, đơn vị thẩm định giá dễ bị tác động, không có quyền tự chủ, đơn vị phân tích thị trường trong nước chưa có, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh. Theo đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam, để xác định giá đất chúng ta phải chấp nhận cơ chế thị trường, và để giá đất theo sát với thị trường thì phải do chính thị trường điều tiết. Do đó, cần phải có những doanh nghiệp cơ quan định giá độc lập đối với từng khu vực, từng dự án và không nên áp dụng thống nhất theo khung giá 5 năm. Cái giá này ấy, chúng tôi cho rằng đây là cái giá mang tính mệnh lệnh của nhà nước, tức là mang tính hành chính. Cái giá này hoàn toàn chưa bao giờ, tôi làm cái nghề này cũng mấy chục năm, chưa bao giờ tôi thấy nó sát giá thị trường. Sát đây nó có nghĩa phải đạt tới 80% trở lên. Đấy, 90%, thậm chí là gì? Sát thị trường có thể còn cao hơn thị trường một chút thì vẫn gọi là sát, mà thấp hơn một chút thì vẫn gọi là sát. Nhưng giá của chúng ta là của bảng giá của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ấy là nó thấp hơn rất nhiều, có những nơi, có những địa điểm nó thấp hơn vài chục lần đấy, và có những nơi thì thường thường là thấp hơn vài lần đấy, thì hoàn toàn nó không phù hợp với cái cơ chế thị trường. Tuy nhiên, nói một cách khái quát, cơ chế xác định giá đất vẫn mang nặng tư tưởng ý chí chủ quan áp đặt tư tưởng nhà nước, chưa theo nguyên tắc của thị trường,
Do đó, khi áp dụng vẫn chưa giải quyết được hài hòa và là một trong những nguyên nhân cơ bản phát sinh ra khiếu kiện. Do đó, so với quy định trước đây, luật đất đai năm 2013 có sửa đổi và nêu rõ giá đất do nhà nước quyết định bảo đảm nguyên tắc phù hợp với giá thị trường. Vậy, phù hợp là như thế nào cũng đang là câu hỏi. Vấn đề đặt ra là chúng ta hiểu là thị trường nào. Thị trường trước khi có đầu tư cơ sở hạ tầng hay là thị trường sau khi đầu tư cơ sở hạ tầng. Thứ hai là thị trường này là thị trường chính quy hay là thị trường phát triển tự phát. Đấy, bởi vì nó có rất nhiều các cái loại. Thứ hai nữa là phù hợp thì hiểu thế nào là phù hợp. Bằng 70%, 80% với giá thị trường là phù hợp. Theo các chuyên gia, nguyên tắc định giá đất phải dựa trên định lượng, nhưng với những bất cập trên thì rõ ràng phương pháp định tính lại đang được vận dụng. Nguyên nhân thứ hai dẫn đến đơn vị thẩm định giá đang hoạt động chưa đúng chất, đó là đơn vị thẩm định giá dễ bị tác động, không có quyền tự chủ. Mặc dù quy trình định giá đất rất cụ thể và rõ ràng là đơn vị thẩm định đưa ra giá đất theo giá thị trường, trình lên sở là Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài chính thẩm định và phê duyệt. Nếu phương án không thuận, Sở Tài nguyên Môi trường làm lại thủ tục từ đầu hoặc trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp. Nếu thuận, cuối cùng phải được hội đồng thẩm định của Ủy ban Nhân dân thành phố cấp tỉnh phê duyệt, khi đó doanh nghiệp mới được đi đóng. Tuy nhiên, đây cũng là điểm mấu chốt của vấn đề. Mặc dù là chúng ta quy định là cái giá đất cụ thể do tổ chức tư vấn về giá đất người ta xác định, tuy nhiên sau đó cái giá mà của tổ chức tư vấn về giá đất xác định lại phải đưa ra một cái hội đồng thẩm định giá. Mà cái hội đồng này là do chủ tịch tỉnh làm chủ tịch hội đồng và thành viên là các cái đại diện các cái sở ban ngành. Trong đó là có đại diện của tổ chức tư vấn về giá đất là chuyên môn. Tuy nhiên thì chúng ta đều biết là một cái nguyên tắc coi như rất là phổ biến, tức là hội đồng thì làm việc theo cái vấn đề là tập thể và quyết định theo đa số. Vậy thì trong trường hợp tức là gì, tất cả các cơ quan nhà nước người ta quyết định theo đa số thì cái ý kiến của cái tổ chức tư vấn về giá đất chuyên môn cũng chỉ là ý kiến rất là thiểu số. Vì vậy cho nên là ý chí của cái cơ quan quản lý nhà nước là cấp tỉnh vẫn can thiệp vào rất nhiều. Rồi sau đó cái giá đấy mới lại được trình lên Ủy ban dân cấp tỉnh xem xét để ban hành quyết định. Thì tôi cho rằng là cái cơ chế như vậy là nó không phù hợp. Theo thống kê của Bộ Tài chính, hiện tại ở Việt Nam có khoảng 44 doanh nghiệp và 10 chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được Bộ Tài chính thông báo có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá. Có 1.000 người làm việc trong lĩnh vực thẩm định giá và có 216 người được Bộ Tài chính cấp thẻ thẩm định viên về định giá. Nhưng thẩm định giá vẫn còn nhiều điều bất cập cần phải được khắc phục. Khi các ông muốn tăng nguồn thu cho địa phương, ông có thể là đưa ra một cái giá rất là cao, nhưng cái giá nó sẽ không khả thi với cả thị trường. Nay là chí ít trong vấn đề đánh giá cái giá trị, đây là cả một cái quy trình rất là dài mà chúng ta hiện nay là doanh nghiệp chúng ta mắc nhất cái này hiện nay. Bởi vì cái thời gian kéo dài thì cái vô giá vốn nó cũng đội lên. Đồng thời cái cơ hội để tiếp cận với những cái thị trường ngay lập tức là chúng ta không làm được cái việc đó. Thì đây là những cái cản trở cơ bản mà tôi nghĩ rằng cải cách hành chính chúng ta cần phải đưa cái này vào mục tiêu cơ bản để chúng ta cải cách. Rõ ràng, để đơn vị thẩm định giá hoạt động đúng nhiệm vụ và chất lượng, nhiều ý kiến cho rằng vai trò của đơn vị này cần phải được độc lập, không bị tác động và hoạt động theo nguyên tắc của thị trường. Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra thu thập thông tin trên cơ sở dữ liệu đất đai, căn cứ kết quả tư vấn để xác định. Tuy nhiên hiện nay, do thị trường bất động sản Việt Nam hãy còn non trẻ, nhất là vừa trải qua giai đoạn trầm lắng đến phục hồi, nên việc xác định, phân tích thông tin này hãy còn nhiều khó khăn. Vấn đề hiện tại của cái thị trường bất động sản của mình là thông tin rất là khó kiểm soát và nó không chính xác. Thì làm sao để có thể giúp cho tất cả thông tin đó đưa lên minh bạch và nó được lưu trữ để mà có thể truy lục và giúp cho những giao dịch tiếp theo nó trở nên dễ dàng hơn. Đây là một khó khăn không hề nhỏ, khiến cho đơn vị thẩm định giá mất rất nhiều công sức tìm hiểu, thu thập thông tin giá thị trường để lập chứng thư, tư vấn cũng như việc kiểm tra, thẩm định. Bên cạnh đó, các chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên khi xảy ra những vi phạm vẫn chưa được thiết kế chặt chẽ, còn lúng túng trong thực tế xử lý các trường hợp không thực hiện đúng nguyên tắc thẩm định giá, không tuân thủ các quy định về nghề, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Hiện nay, cái chế tài xử lý là chưa nghiêm khắc. Thường là mới đang xử lý đối với các cái cá nhân, còn đối với các cái doanh nghiệp nhà nước ấy, là có nhưng không đáng kể, rất hạn hữu, chúng ta thấy rất ít. Đấy. Do đó mà chúng ta phải tăng cường cái việc là gì? Là phải áp dụng chế tài, xử lý thật nghiêm khắc, đúng các, trước hết là chúng ta chỉ cần kỳ vọng là đúng các quy định của pháp luật hiện hành thôi. Và đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà vi phạm các quy định về quản lý sử dụng đất đai, nó liên quan đến có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự
thì cần phải xử lý triệt để. Nghiêm khắc thì cũng là một cái gương để cho các cái cơ quan, các doanh nghiệp khác. Việc chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất thời gian qua nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn phát sinh một số vấn đề ngay trong chính đơn vị thẩm định. Điều này đã dẫn đến những chậm trễ trong công tác xác định giá đất. Do đó, để ngăn ngừa tiêu cực cũng như cải thiện công tác xác định giá đất, chúng ta cần phải có nhiều giải pháp, sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các thành viên hội đồng thẩm định giá đất thành phố và các đơn vị có liên quan, công khai các tiêu chí nhằm ra soát, thẩm định, trình duyệt phương án giá đất. Rõ ràng vai trò của đơn vị thẩm định giá rất quan trọng trong việc xác định giá trị đất đai, làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các quyết định liên quan đến định giá đất, đảm bảo công bằng, minh bạch và sát với thị trường, khắc phục những hoạt động ngầm của thị trường. Tuy nhiên, với thực trạng đang diễn ra thì cần phải có các giải pháp khắc phục mang tính căn cơ, ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, đơn vị nghiên cứu phát triển bất động sản của phóng viên VITV. Thì chúng tôi cho là hội đồng nhân dân tham gia ngay từ đầu và nên có một ý kiến ngay từ ban đầu, để như vậy là những người mà có hiểu biết của hội đồng nhân dân cử sang giám sát cái lĩnh vực này, người ta có trách nhiệm, người ta có kiến ngay. Thì như vậy là với các lãnh đạo các sở, ví dụ như là sở tài chính, ví dụ như là sở tài nguyên môi trường, là những cái sở mà trực tiếp giải quyết việc này cùng với sở xây dựng, để người ta có ý kiến để tính theo cái giá thành như thế nào. Thì làm một lần thôi thì tôi cho rằng cái thủ tục hành chính nó cũng bớt rườm rà là một. Cái thứ hai nữa là cái thời gian nó sẽ tiết kiệm được hơn, nhanh hơn, và làm cho doanh nghiệp người ta cảm thấy tức là nó không phải qua nhiều cửa, nhiều ải. Rõ ràng nó phải có quy trình, và mỗi một sở, một ban ngành nó lại mất một cái thời gian, thì rõ ràng chúng ta nên đưa vào một đầu mối, một cửa để làm sao quyết định toàn bộ cái vấn đề này. Vừa là công khai, vừa là minh bạch, nhưng mà đồng thời là tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Chúng ta xem xét, rà soát lại toàn bộ cái quy trình, việc kết hợp giữa các cái sở ban ngành nó như thế nào, nó nằm ở những cái khâu nào mà chúng ta có thể rút ngắn được, chúng ta làm cách nào mà có thể làm nhanh hơn được, tính toán hoặc là cho doanh nghiệp có những cái hình dung nó dễ hơn về việc là cái cách tính. Dù là doanh nghiệp nhà nước hay là doanh nghiệp tư nhân hay là một cái cơ quan nào đó nhà nước cho phép làm công tác định giá cũng đều phải bám vào một cái nguyên tắc, đấy là thị trường. Phải thu thập tất cả những cái thông tin liên quan đến thị trường giao dịch ở một cái địa điểm đó trong một thời gian gần nhất để chúng ta đưa ra kết quả. Và như phần trên tôi nói đấy, muốn để cho minh bạch này, bình đẳng này, và nó mang tính cẩn thận hơn này, sát với giá thị trường tương đối này, thì chúng ta nên tham khảo 2-3 kết quả định giá của các cái loại hình định giá để chúng ta lấy cái con số trung bình cộng. Và nên chăng là bên cạnh cái tổ chức định giá thì chúng ta phải có những cái tổ chức gọi là tư vấn phân tích thị trường. Phân tích thị trường và nó cũng trợ giúp, tức là ví dụ như là phân tích cái thị trường, phân tích giá cả trên thị trường, các anh có thể công bố một cái danh mục. Đấy, hiện nay giá đất ở khu vực này, ở thị trường này là nó bao nhiêu tiền hàng ngày, nó giống như giá vàng, giá đô la ấy, thì nó có thể định hướng được cho thị trường. Những ý kiến vừa rồi đã khép lại chương trình xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin trên Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.